Xin chào cả nhà, một tuần bận rộn đã qua. Hôm nay cùng Happy Studio mở bát cho bộ phim mới mẻ này nhé. Bộ phim Trái Tim Tử Thần bắt đầu với câu chuyện tình cảm từ thời cổ đại xa xôi. Nữ chính Seo Hui là một người con gái sắp bị họ hàng bán đi làm vợ lẽ và Oh Hyun, người yêu bí mật của cô, đóng vai hộ vệ đoàn đón dâu. Kế hoạch bỏ trốn của hai người đã bị thuộc hạ của chồng Seo Hui vạch trần. Sau khi bị bao vây, Oh Hyun chiến đấu dũng mãnh nhưng vì đơn độc, cuối cùng, anh vẫn phải bỏ mạng ngay trước mắt người anh yêu thương nhất. Chứng kiến việc đó, ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời Seo Hui vụt tắt. Cô ngoan ngoãn nghe lời gia đình gả đi. Tại đêm tân hôn, Seo Hui dứt khoát dùng châm cài tóc đâm chết người chồng ép buộc cô rơi vào tình cảnh này. Lính canh ùa vào khi nghe thấy tiếng động nhưng chỉ thấy Seo Hui kết thúc cuộc đời của cô với một cách tương tự. Chuyện tình bi thảm từ cổ đại sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Cùng quay lại hiện tại, giữa thế kỷ 21 hiện đại, bác sĩ Han Jae-ryul, kiếp sau của Seo Hui đang lắng nghe bệnh nhân của cô kể chuyện. Câu chuyện mà bà lão vừa kể chính là chuyện tình tiền kiếp của Jae-ryul. Sau khi người tình của Seo Hui, Oh Hyun chết đi, anh trở thành Cốc Ju, người dẫn đường của cái chết. Còn Seo Hui bị nguyền rủa liên tục luân hồi, ở mỗi kiếp sống, cô đều mất đi người mình yêu và sau đó tự sát. Mối nhân duyên của họ sẽ mãi mãi đứt đoạn. Đây chính là sự trừng phạt của thần dành cho hai người. Thấy Jae-ryul đồng cảm với câu chuyện, bà lão nhắc nhở cô rằng sự trừng phạt là xứng đáng vì có biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã chết dưới tay họ. Trước khi Jae-ryul có thể đi sâu tìm hiểu sự khác biệt giữa Cốc Ju với thần chết, cô bị con gái của một trong những bệnh nhân cũ của cô cắt ngang một cách thô bạo và hành hung về thể xác. Hóa ra, bố của cô ta được Jae-ryul cấp cứu và đề nghị làm phẫu thuật. Vì không tin tưởng bệnh viện bé mà cô ta nhất định đòi chuyển đi, bệnh tình của bố cô ta không chịu được di chuyển nên đã mất trên đường. Dù oan ức và bị thương, Jae-ryul vẫn bị viện trưởng trách mắng và bắt cô quỳ xuống xin lỗi người nhà bệnh nhân kia vì cô ta chính là chủ nhân tòa nhà bệnh viện này. Đến nước này, Jae-ryul chỉ đành quỳ xuống như những gì viện trưởng bảo, dù cô quỳ bao lâu thì kết quả vẫn chỉ có một. Cô bị viện trưởng sa thải trước khi rời đi. Viện trưởng nhắc nhở cô rằng người không có chỗ dựa, không có quan hệ, học trường làng như cô tốt nhất đừng vì công bằng mà kết thêm kẻ thù. Cô không thể cắn đáng được. Thất thểu ra về, trời mưa càng khiến Jae-ryul chán nản. Cầm trên tay hộp đồ dùng cá nhân, một con chó lao về phía cô ấy. Ngay khi Jae-ryul chuẩn bị ngã xuống bậc thang đầy đau đớn, thời gian dừng lại và mọi thứ xung quanh cô phát sáng một cách kỳ diệu. Những cánh hoa anh đào màu hồng rơi lả tả khi cô nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đẹp trai. Oh Hyun đang ôm cô trong vòng tay. Nhưng trước khi Jae-ryul kịp cảm ơn anh thì anh đã biến mất, chỉ bỏ lại chiếc nhẫn định tình của Seo Hui và Oh Hyun kiếp trước. Trở về nhà, Jae-ryul nhờ và em trai mình là Han Cheol, một thám tử cảnh sát để tìm ra người đàn ông bí ẩn của cô. Cô còn vẽ cả tranh phác họa thế nhưng nó chỉ có thể dùng để đăng truyện webtoon chứ không thể tìm người được. Cuối cùng, cậu em trai Han Cheol đành đầu hàng trước cô và hứa sẽ giúp đỡ Jae-ryul tìm người đó bằng mọi giá. Những ngày sau đó, Jae-ryul nỗ lực không ngừng để tìm việc. Thế nhưng cô đều bị từ chối vì bằng cấp ao làng, không có chỗ dựa dẫm nào để móc nối cả. Sau hàng loạt thất vọng, Jae-ryul thử vận may của mình tại trung tâm y tế Pyeongsong. Trong cuộc phỏng vấn, cô gặp lại người đàn ông bí ẩn của mình, bác sĩ Jo Jin-hu. Anh ấy đặc biệt thẳng thắn và các câu hỏi của anh đi thẳng vào lý do thực sự của cô khi đăng ký vào trung tâm y tế Pyeongsong danh tiếng. Jae-ryul trả lời bằng cách thừa nhận rằng trình độ học vấn của cô còn thiếu sót và cô hy vọng công việc tại một bệnh viện hàng đầu như Pyeongsong đủ để các bệnh nhân không còn đặt câu hỏi về trình độ hoặc chẩn đoán của cô nữa. Jae-ryul nghĩ rằng mình trượt chắc rồi sau hàng loạt câu hỏi vùi dập của Jo Jin-hu nên buồn bã ra về. Khi Jin-hu gọi cho cô sau đó, cô tin rằng đó hoàn toàn là do tình cảm chớm nở của anh dành cho cô. Anh đề nghị sẽ trở thành chỗ dựa cho cô và đồng ý tuyển cô vào Pyeongsong. Jae-ryul quá phấn khích vì cuối cùng cô đã có một chỗ dựa. Cô ngây thơ cho rằng nguyên nhân là vì cuộc gặp đặc biệt giữa cô và anh tại bệnh viện trước đây. Sự thật là Jin-hu có lý do cá nhân khi nhận Jae-ryul vào làm. Anh biết rằng cô đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Kim Pyu-so, một người đàn ông có nét giống với người đã hứa hôn của Seo Hui trong quá khứ, và bác sĩ đã thay đổi bản chụp CT khiến Jin-hu chẩn đoán sai và vô tình giết chết một bệnh nhân. Nhưng không chỉ vậy, bệnh nhân đó còn chính là mẹ ruột của Jin-hu. Không hề hay biết những suy nghĩ của Jin-hu, Jae-ryul đang vui mừng vì cuối cùng cô cũng có việc làm, không chỉ thế, có thể mối tình đầy lãng mạn với giáo sư đang đợi cô ở phía trước. Cô không hề để ý rằng Jin-hu không hề nhớ việc từng đỡ cô ở cầu thang. Cảnh quay chuyển đến nhà của Jin-hu. Tại đây xuất hiện nữ phụ đầu tiên của chúng ta, Jung-won. Việc này mở ra một mối quan hệ bỏ ngỏ của Jin-hu. Hôm sau, tại phòng họp của chủ tịch Pyeongsong, bầu không khí vô cùng căng thẳng khi xem hồ sơ của Jae-ryul báo hiệu ngày tháng sau này không hề êm đẹp.
Ngày đầu tiên đi làm của Giselle đã chứng thực điều này khi giáo sư phụ trách phòng cấp cứu liên tục làm khó cô. Jin-hu của chúng ta cũng rất kịp thời xuất hiện, thể hiện vị trí ố dù vững chắc khiến Giselle càng mơ mộng viển vông. Bữa trưa hôm đấy, Jung-won đã đến tìm cô. Dù từng chung một câu lạc bộ nhưng quan hệ hai người không được tốt lắm. Cô ấy trực tiếp bảo Giselle nghỉ việc và liên tục ám chỉ về việc Jin-hu giúp đỡ cô là có lý do đằng sau. Jin-hu một lần nữa xuất hiện ngăn chặn những gì Jung-won định nói. Anh ngỏ lời rủ Giselle đi uống rượu riêng. Thế mà chưa được mấy chén, giáo sư Do của chúng ta đã gục mặt xuống bàn khiến con gái nhà người ta phải vác anh ra về. Hôm sau tại bệnh viện, Giselle lần đầu nghe đến cuộc phẫu thuật thất bại kia của Do Jin-hu. Việc này cũng dẫn đến cuộc nói chuyện thẳng thắn của cô với Jin-hu và Giselle đã biết được nguyên nhân thực sự cô được anh tuyển vào làm. Thế nhưng, Giselle sao có đủ dũng khí để làm việc chống lại viện trưởng và cả đồng nghiệp của mình như vậy? Đồng thời, trong lòng cô tan vỡ vì biết rằng những tình cảm chớm nở trước đây đều là một mình cô ảo tưởng và ngộ nhận mà thôi. Jin-hu lúc này đang bần thần ngồi trên ghế đá công viên. Kỳ lạ là anh có thể nghe thấy tiếng chuông của hai sứ giả địa ngục đi ngang qua. Qua cuộc nói chuyện của hai người này thì chắc chắn Jin-hu chính là Oh-hyun hay còn gọi là cốc du kiếp này. Ngày sau đó, Giselle ra sức tránh mặt giáo sư Do nhưng không được. Khi biết bệnh nhân kia chính là mẹ của anh, Giselle miễn cưỡng mạo hiểm với vị trí mới êm ái của mình tại Pyeongchang. Cô đồng ý đệ đơn tố cáo bệnh viện. Giselle thừa nhận với Jin-hu, chính viện trưởng Pyeongchang đã ra lệnh cho bác sĩ dưới trướng đổi tấm phim chụp của bệnh nhân khiến Jin-hu chẩn đoán sai và gây ra cái chết cho chính mẹ mình. Tối hôm đó, khi Giselle đang ở trên sân thượng, Jin-hu đi đến và muốn cô trả lại sợi dây chuyền có chiếc nhẫn định tình cho anh. Đồng thời Jin-hu cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô khi Giselle ra làm chứng cho mình. Những tưởng chuyện này sẽ dẫn đến một kết thúc có hậu nhưng không, viện trưởng Pyeongchang đã bắt đầu hành động. Ông ta ra lệnh cho người đến giết giáo sư Do để bịt miệng, đồng thời đổ tội phản bội đồng nghiệp lên đầu Giselle. Vào ngày ra tòa dự kiến, Giselle đợi mãi nhưng không thấy Jin-hu liên lạc. Cô gọi cho anh cũng không thấy trả lời. Giselle sốt ruột đành chạy thẳng đến nhà của Jin-hu. Cô bắt gặp Jin-hu rơi thẳng từ tầng thượng xuống chiếc xe đỗ trước mặt cô. Sau khi nói xin lỗi với Giselle, Jin-hu đã ra đi. Nhiệt độ lúc này đột ngột giảm xuống và trời đổ tuyết trắng. Khi tuyết biến mất và ánh nắng mai trở lại, Jin-hu mở mắt nhưng không còn là anh nữa. Bây giờ đang là mùa của cốc du, nếu nhiệt độ thay đổi mạnh là dấu hiệu cho thấy cốc du đã xuất hiện. Cốc du trong hình hài của Jin-hu giơ tay ra bóp cổ Giselle khiến cô kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May cho cô là một trong hai thuộc hạ của cốc ru, Orskin bỏ chạy mới giúp cô thoát nạn. Kết thúc tập 1 là cuộc nói chuyện vô cùng hề hước của bộ ba cốc du, Orskin, Gaskin trên quãng đường trở về nhà. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh nước sôi lửa bỏng của Giselle. Mối quan hệ của Jin-hu, Cốc Du và Giselle sẽ đi về đâu? Tại sao Cốc Du không nhận ra Giselle chính là Seo-hui mà anh tìm kiếm? Cùng tìm hiểu với Happy Studio ở tập 2 cả nhà nhé. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại.